Mình không biết như thế nào, nhưng mà cứ mỗi khi mà tụi mình một cái ngày nào đó tụi mình định đi chơi với nhau ấy, thì thời tiết nó lại cực kỳ xấu, mưa tùm lum luôn. Tại sao vậy? Chào mọi người, hôm nay tụi mình sẽ đi Capilano, cầu treo Capilano. Thì nói sơ một chút thì hôm nay là ngày Canada Day, cho nên là tất cả mọi người đều được nghỉ ở nhà. Thì nhân dịp Australia được nghỉ ở nhà, cho nên là tụi mình sẽ dành một ngày, nguyên cả ngày hôm nay luôn để đi chơi. Và thì mọi người cũng trong cái thời tiết này thì mình cũng có hơi là biến quay vlog, nhưng mà để xem sao, coi cái vlog này nó sẽ đến đâu. Mình đang ngồi đợi bus và mưa kìa mọi người ơi, trời ơi. Có nghĩa là quý một tuần này nắng, tự nhiên đến cái hôm nay cái mưa. Tụi mình đã tới là nè, Capilano Suspension Bridge. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vô trong. Hồi đó thổi ra ở cái đất. Hồi đó thổi dân ở cái đất này á mọi người, cho nên là kiểu có quá trời triển lãm đó về những người của bộ tộc ở đây như thế nào. Bây giờ mình chuẩn bị vô cầu nè. Đây là cái cầu này mọi người. Ôi trời, thì càng ngày mưa bụi hơn. Nhưng mà đang chờ để cho xuống cái cầu á mọi người. Tại vì kiểu người ta muốn là, tại vì đang còn Covid á, cho nên là người ta muốn là mình phải giữ khoảng cách. Cho nên là người ta chỉ cho một số lượng người xuống cầu nhất định thôi, chứ không thể nào cho ồ ạt như ngày thường. Sắp đến lượt tụi mình rồi. Trời ơi, nó rung kìa. Ê, tay chị cũng rung theo luôn á em. Thôi, hy vọng đừng rơi điện thoại. Thấy đẹp quá à. Em muốn ra giữa cầu chụp hình hay là làm sao? Đây là view từ trên cầu nhìn xuống, rung quá à. Sợ quá à. Ôi mẹ ơi. Italia đã có hot chocolate nhưng mà nó đã làm đổ. 5 phút quảng cáo, em hãy quảng cáo cho cái hot chocolate ở đây đi nào. Đây là hot chocolate ngon nhất BC. Ngon nhất BC. Mọi người hãy nhớ thử nhé. Mọi người khi mà có đến cầu treo Capilano thì nhớ thử hot chocolate nhé. Bây giờ tụi mình tiếp tục đi tham quan. Sao nó bị sáng quá ta? Rồi đó, màu hơn rồi. Màu đó. Nó vẫn trầm trồ mày cái hot chocolate của nó. Đi thôi nào. Nó giống Đà Lạt quá nè. Thời tiết hôm nay cũng giống Đà Lạt luôn. Ê, cái này giống nhà ma ghê. À không, nhà trên cây. Gió lay vội đêm. Vượt qua con phố chắc có đến nơi bình yên. Chẳng cần cơn mơ chiếu lấp lánh nơi thần tiên. Từ bao tan nát hóa một trái tim anh nguyên. Bầu trời guitar thích thêm, chắc có lẽ là vì em. Giữa cung trời hoa màu, đôi mình có nhau. Dưới cung trắng êm đềm, nhau. Hey kids. I have been collecting information for some very important research, bla 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 gì đó. Wow, honeycomb nè mọi người. What bear? Ủa cái này là đầu của con gấu hả? Wow. Một cái cầu bé tí tí. Đây là cái cầu nhỏ nhưng mà nó vẫn rung. Nghĩa là cầu nói với cầu như một cái cầu, hai cái cầu, ba cái cầu, bốn cái cầu mình sẽ đi một vòng như vậy nè. Chết chân tình anh, thật lòng anh vẫn không đổi thay. Người yêu ơi hoa. Rainforest weather. Đúng thiệt, mưa không luôn. Nhưng mà mình thấy á, mưa ở đây là mưa gì? Mưa này là mưa ôn đới đúng không? Mưa ở Việt Nam mình là mưa nhiệt đới đúng không? Mưa ở đây nó còn lạnh nữa. Đây nè, đây là bãi nhiệt độ. Hướng ra thì mình có thể đi thẳng ở đây, hoặc là mình đi một vòng như thế này, xong rồi mình cũng ra đây. Nhưng mà mình sẽ quyết định đi một vòng. Giữa khung trời hoa màu, đôi mình có nhau. Dưới khung trắng êm đềm, cùng nhau ước ao. Dẫu có khi ta sầu vì không thấy nhau, vẫn yêu nhau đong đầy trong kiếp sau. Giữa khung trời hoa màu, đôi mình có nhau. Dưới khung trắng êm đềm, cùng nhau ước ao. Dẫu có khi ta sầu vì không thấy nhau. Tụi mình đã đi vòng vòng trong cái khu rừng này được 2 tiếng, 3 tiếng cỡ đó. Dạ bây giờ mình đang kiếm đường ra vì mình rất mệt. Và tại vì cái cây dù này màu đỏ cho nên là lúc mà vô hình nó không có đẹp một tí nào hết trơn. Đây là cái gì nhỉ? Đây là cái gì nhỉ? Beaver's Ball. Con sóc nó đã mò lại sau khi con Dahlia ăn hết cái bánh thì con sóc nó đã mò lại ăn. Ôi, hình như sóc ở đây, sóc ở Canada thích nắp rồi syrup. Bất kỳ con gì trên đời này cũng không có một syrup hết. Chị đây. Ôi mẹ ơi. Wow. Đây là cái cầu suối nè, nhưng mà không thấy rõ được. Quay lên không thấy rõ được. Có một cái thác nhỏ ở đây nè. What use more water? Mình nghĩ là swimming pool. Nó có nhiều câu hỏi đây lắm nè. Còn cái này là gì? A typical family of 5 years how much water in a year? Chắc là nhiều. Wow, nhiều thế. Ê, ba xúc, chết rồi, dạo này mình tắm bồn nhiều á. Cảm thấy có lỗi. đây là sau khi mình đã xin một cái thẻ 1 năm. Ý sao tên của chị này là Khánh Hà, Linh Hà má. Và annual pass, okay. Thì khi mà mình mua một lần á, mà mình sống ở BC á, thì mình sẽ được đổi thành một cái thẻ hàng năm đi vậy, đi bao nhiêu lần cũng được, đi trong năm thôi, bao nhiêu lần cũng được, nên là cũng ok phết nhỉ. Bây giờ tụi mình đã đi cầu treo xong rồi thì tụi mình sẽ đi ăn, tại vì đói bụng quá, và lên bus. Quê nè mọi người, đây là chicken skin còn biết. Thank you. 2 sausage.